đến quản trị, lên rừng và xuống biển. Sau nhiều năm trở mình, với những tiềm năng vốn có, Quảng Trị đã xây dựng được kiền ba chân cho du lịch tỉnh nhà với du lịch hoài niệm, du lịch biển đảo và du lịch sinh thái, cộng đồng. Làm mới du lịch hoài niệm. Với gần 500 di tích lịch sử cách mạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt gồm Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, Đường Mòn Hồ Chí Minh Huyền Thoại, Địa Đạo Vịnh Mốc và Hệ Thống Làng Hầm Vĩnh Linh, thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972. Quảng Trị như một bảo tàng sinh động về di tích chiến tranh cách mạng của Việt Nam, nơi ghi dấu ấn hào hùng, khát vọng cháy bỏng về hòa bình và thống nhất non sông. Cùng với 72 nghĩa trang liệt sĩ, loại hình du lịch tâm linh, hoài niệm về chiến trường xưa là loại hình du lịch đặc trưng riêng được Quảng Trị đã và đang phát huy. Từ tháng 7 năm 2022, tỉnh đã làm mới loại hình này thông qua việc tổ chức tour du lịch về đêm tại các điểm đến như thành cổ Quảng Trị, bến thả hoa sông Thạch Hãn, Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, Tam Giác Vàng, Cồn Cỏ, Cửa Việt, Cửa Tùng. Quảng Trị cũng có bờ biển trải dài, thoai thoải, với những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh. Các khu dịch vụ, du lịch biển đã được quy hoạch từ Cửa Việt đến Địa Đạo Vịnh Mốc có tổng diện tích 1.222 hectare với các bãi tắm đẹp nổi tiếng như Cửa Tùng, Cửa Việt, Do Hải là điểm đến lý tưởng cho du khách trong dịp hè. Quảng Trị còn có đảo Ngọc Cồn Cỏ, cách đất liền chỉ vỏn vẹn hơn 1 giờ đi tàu trung tốc. Những ngày hè đến với biển Quảng Trị, du khách sẽ được đắm mình trong nhiều hoạt động các lễ hội về ẩm thực, văn hóa, được trải nghiệm các hoạt động vui chơi, thưởng thức ẩm thực và ghi lại những hình ảnh đẹp ở vùng biển xanh trong này. Là trôi ở thác Tà Puồng, hát, hướng hóa, khám phá miền Tây Quảng Trị. Ở khu vực phía Tây Quảng Trị có nhiều địa thế rừng, núi, hồ, sông, suối tạo nên khung cảnh thiên nhiên rất hùng vĩ. Ngoài ra còn có các hang động, thác nước đồ sộ trải rộng trên khắp địa bàn, thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng. Đây là những mỏ vàng để phát triển ngành kinh tế xanh. Miền Tây Quảng Trị như những cô gái ngủ trong rừng vừa thức giấc, có thể kể đến đèo Sa Mù, đồi Rock Piper, khe gió, khu danh thắng Đa Krông, suối nước nóng Clu, thác Chênh Vênh, thác Ô Ô, thác Tà Puồng, thác Lùi, động Tà Puồng, động Rai, khu bảo tồn thiên nhiên Hướng Hóa. Ngoài ra, các suối, thác, không khí mát mẻ vùng núi rừng Hướng Hóa cũng là sự lựa chọn thú vị của du khách. Dễ hiểu khi rất nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng đang được nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng, khai thác ở nơi được ví là Tiểu Đà Lạt ở Quảng Trị này. Bình minh phố núi Khe Xanh.